Tôi chính là Liên bang Trung ương Học viện Sâm La Tỉnh hiệu trưởng, đương đại sử lạc khắc thất quái một trong Lâm Mạnh Hóa, còn có thụ lão của Vân Nhị Minh. Thế nào, các người vẫn chưa yên tâm, muốn cùng đi chứ? Nhị Minh tới thời điểm thụ lão của Lâm Mạnh Hoa đều đã đến, không khỏi tức giận nói. Thụ lão cười hà hà một tiếng rồi nói, đối với ngày chúng ta có thể nói cái gì không yên lòng, chúng ta chẳng qua là đến cho Hiền Vũ đưa ít đồ mà thôi. Vừa nói, thụ lão từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ được cho làm Hiền Vũ mỉm cười rồi nói, cái này người cầm lấy, bên trong có 3 giọt sinh mệnh tinh hoa, vô luận từ lúc nào, làm người cảm giác mình thân thể không chịu nổi thời điểm, liền dùng một giọt sẽ có hiệu quả. Sinh mệnh tinh hoa, cái gì mà sinh mệnh tinh hoa, không phải là thụ lão chính mình chứ? Làm Hiền Vũ lúc này nhìn chăm chú hướng thụ lão nhìn lại, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thụ lão tức giận, nghĩ gì vậy, không phải ta là lão đầu tử, ta bộ xương già này đã chèn không gian sinh mệnh tinh hoa, cái chén này liền xong đời, ta nói muốn sống thêm mấy năm, nhìn xem ngươi trưởng thành hiện tại đối với mình có thể là yêu quý vô cùng, để làm vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh tinh hoa, không biết so với tính mạng của ta tinh hoa cao ra bao nhiêu cấp độ, ngươi cần phải thích đáng bảo quản mà lại phải là nghiêm khắc giữ bí mật, thứ này giá trị không phải dùng tiền tài có thể được đo lường. Vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh tinh hoa, nghe được câu này, Liên Nhị Minh đều là nhãn tình sáng lên, gương mặt nhẹ nhàng giật mình. Thứ này là người có thể làm chủ sao, người cũng không thể làm chủ được. Hai thân các hội nghị mới có thể quyết định một giọt sinh mệnh tinh hoa sử dụng, người đây là trộm ra, Nhị Minh giật mình hỏi. Thụ lão cười khổ nói, làm sao có thể là trộm, đây là vĩnh hằng chi thụ để cho ta truyền giao, là làm cho nó ở trong một đời mới sửa lấy khắc học sinh mệnh học phái người cầm lái biếu tặng. Là đối với chúng ta sinh mệnh học phái trông nom, đây là tại học viện trường quản bên ngoài, chúng ta sinh mệnh học phái có khả năng tự làm quyết định. Lâm Mạnh Hoa nhẹ nhàng gật đầu xác nhận thụ lão thuyết pháp này, hắn cùng với thụ lão chính là sinh mệnh học phái hai đại cự đầu, cũng là chi hai đại thần cấp cường giả, bọn hắn đều xác nhận đương nhiên là sẽ không có vấn đề. Lâm Minh Vũ nhìn một chút thụ lão, nhìn lại một chút Lâm Mạnh Hoa, cái này quá chân quý thụ lão, con muốn không phải phục dụng đi, có phải hay không có thể làm cho ngài sinh mệnh lực lượng khôi phục một chút. Thụ lão khoát tay áo rồi nói, vật tận kỳ dụng mới là trọng yếu nhất, trước kia ta đã sớm dùng qua, nếu như không phải có trợ giúp của nó, chúng ta lúc đầu từ chất làm sao có thể đột phá đến thần cấp. Vĩnh hằng chi thụ tinh hoa có thể nói là toàn bộ đấu la tinh sinh mệnh tinh hoa, chỉ có sinh mệnh thần hòa độ cực cao người mới có tư cách sử dụng, mà lại sử dụng cũng là bọn hắn có hạn mức cao nhất, ta bộ xương già này đã không hấp thu được nữa rồi. Hút lưu, đúng vào lúc này là Minh Vũ bên tai đột nhiên truyền đến hút tiếng âm thanh, hắn lập tức ý thức được đây là ai, tức giận ở trong lòng là với Tần Bảo, ngươi bình tĩnh đi, đồ tốt đó chủ nhân. Cái này có thể là tuyệt đối đồ tốt, đây là thần cấp thiên tài địa bảo sinh mệnh bản nguyên tinh hoa. Ồ, còn giống như là sinh mệnh tri tâm khí tức, thật là đồ tốt, chủ nhân. Sinh mệnh tri tâm, làm Hiền Vũ trong lòng hơi động, nhưng hắn lúc này tự nhiên cũng không tiện cùng với Tần Bảo thú nhiều trao đổi. Hướng thụ lao cùng với Lâm Mạnh Hoa thật sâu bái, tạ ơn thụ lao cùng với Lâm hiệu trưởng, cũng cảm tạ vĩnh hằng tri thụ tán thành. Thụ lão cười ha ha rồi nói, lần này ta tới chủ yếu chính là vì chuyện này, muốn vận dụng cái này bao giọt tinh hoa, dù cho tại chúng ta sinh mệnh học phái nội bộ cũng hết sức là phiền toái, cần chính phủ chấm trưởng đồng ý, trọng yếu nhất chính là vĩnh hằng chi thụ tán thành, ngươi là vĩnh hằng chi thụ tuyển định ra người thừa kế, tự nhiên là không có vấn đề gì cả, lần này Mạnh Hoa đối với khảo hạch của người, cũng là cùng với này bao giọt tinh hoa có quan hệ, nhớ lấy, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm không lên tùy tiện sử dụng, nó tại người một chút đột phá thời khắc mấu chốt là sẽ đưa đến cho người tác dụng cực lớn, nhất là nhất định là phải lưu lại một giọt, tại người tương lai đột phá thần cấp cấp độ thời điểm sử dụng, nhất định giúp người bước vào thần cấp cấp độ. Vâng, đa tạ thù lão, làm mình vỗ nhịp tìm có một chút tăng tốc, không thể nghi ngờ, sinh mình học phái người cầm lái là nhất định phải đi đến thần cấp cảnh giới, mà cái này bao giọt vĩnh hằng chi thụ tinh hoa, liên chỉ là đột phá đến thần cấp cấp độ cam đoan, chính hắn cũng chẳng chịu không nghĩ tới, chính mình đáp ứng thù lão gia nhập sinh mình học phái về sau, vậy mà lại thu hoạch được to lớn như vậy chỗ tốt. Giống như thụ lão đã nói, đây cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Lâm Mạnh Hoa mỉm cười rồi nói, vĩnh hằng chỉ thụ ánh mắt hết sức là chuẩn, cố lên tiểu sư đệ, đang mong đợi người sớm thành trưởng thành, tốt tiếp bàn chúng ta những lão gia hỏa này. Thụ lão tức giận, ở ngay trước mặt ta người có tư cách gì nói chính mình lão, người bất quá lên cùng với tiểu uông tuổi không sai biệt cho lắm mà thôi, đi đi đừng ảnh hưởng tới nhị minh tiền bối chỉ bảo bọn hắn tu luyện.
Thù Lao cùng với Lâm Mạnh Hòa kết bạn mà đi. Lam Minh Vũ trân trọng đem cái kia bao sọt thần cấp sinh mệnh sinh tinh hoa thu hồi. Trong đầu lại chỉ là một vầng tầng lần vang lên tần bảo thú âm thanh. Thôi đi, bọn hắn nghĩ cái gì vậy? Chỉ bằng bao giọt sinh mệnh tinh hoa liền có thể giúp ngài trở thành thần cấp, đó là tuyệt đối không có khả năng. Bọn hắn căn bản là không biết rằng ngài mong muốn trở thành thần cấp cần phải to lớn cỡ nào năng lực. Không có tinh cầu cấp cái khác năng lực đều là khó có khả năng làm được. Viên tinh cầu này đều là không có đủ tư cách, nhất định là phải là muốn đạt tới thần cấp cấp độ tinh cầu hoặc là vị diễn mới có cái kia khả năng, ngay có thể là thần vương chi vương đó. Làm em Vũ sửng sốt một chút, thần cấp tinh cầu năng lực cái kia là có ý gì? Tân Bảo Thú nói, ngài không biết sao, xem ra ngài thật sự quên đi rất nhiều thứ. Ngài muốn mỗi một lần thuế biến đều cần cực kỳ năng lực khổng lồ làm cơ sở. Hiện tại vẫn chỉ là ấu sinh ký, không có chân chính thống hợp. Đợi ngài tương lai thống hợp xa toàn bộ lực lượng, nhưng phân liệt kim ngân lòng vương hợp thể lúc đó, nhất định là cần cực kỳ năng lực khổng lồ. Về sau lại trải qua mỗi một lần thuế biến, đều là cần cấp số nhân năng lực khổng lồ làm duy trì. Đợi ngài đạp hoàn hồn cấp bậc một khắc này, mới xem như chân chính sống lại. Kim ngân lòng vương hợp thể, ta muốn tu luyện tới khi nào có khả năng hợp thể. Hợp thể về sau có phải hay không là có thể một mực sử dụng lòng thần biến rồi? Lam Minh Vũ hỏi. Tân Bảo Thủ nói, còn long thần biến cái gì? Hợp thể ngày lần chính là long thần. Dựa theo nhân loại hồn xưa tới lời giải thích, khi mà ngày có thể hiện ra được long thần chân thân thời điểm là có thể hợp thành hoàn thành. Vũ hồn chân thân, Lam Minh Vũ nói ra, có thể như vậy đi, có điều rất khó. Ta cảm thụ ngài tình huống, người bây giờ mặc dù là đồng thời có kim long vương của mấy ngân long vương huyết mạch, nhưng lại thiếu khuyết trọng yếu nhất là long thần hạch tâm, cái kia là của ngài trái tim. Không có hạch tâm, vô luận là ngài tu luyện thế nào, kim ngân long vương lực lượng đều khó có khả năng cuối cùng dung hợp duy nhất. Hạch tâm ở chỗ nào ngài biết không? Tân Bảo Thú nói ra. Long thần hạch tâm, Lam Minh Vũ hiện tại cảm thấy nhận lấy tần bảo thú thật sự chính là một cái lại chính xác nhất. Có điều cách làm khỏi cần phải nói, riêng là nói chỗ giảng thuật này một chút cũng là đã chính mình hoàn toàn không rõ ràng tình huống. Long thần hạch tâm huyết mạch này hắn liền là lần đầu tiên nghe được. Ta không biết, Lam Minh Vũ cười khổ nói, hắn làm sao có thể biết. Ngay tại hắn nói chuyện với tần bảo thú công phu, Nhị Minh đã phóng thích ra năng lực cuốn lên trên hai người, hướng về phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn phương hướng bay đi. Đúng vào lúc này, Lam Minh Vũ trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh khác. Ta biết Long Thần Hạch Tâm ở nơi nào, làm chủ thượng tu luyện tới loại trình độ kia thời điểm, ta tự nhiên sẽ mang chủ tiến lên tìm kiếm. Đế Thiên, bất thình lình âm thanh tự nhiên là thú thần Đế Thiên. Đế Thiên, Tân Bảo Thú cũng đồng thời là lên tiếng kinh hô. Người ngây cung cùng với chủ nhân tại cùng một chỗ, thú thần Đế Thiên thở ra một tiếng rồi nói. Bảo ra không nghĩ tới người còn sống mà lại còn tại Sâm La Tinh. Lúc trước ta còn tại Sâm La Tinh thời điểm, ngươi không cảm giác được khí tức của ta sao? Tần Bảo Thú hừ lạnh một tiếng rồi nói, cảm nhận được thì sao, chẳng lẽ đi tìm ngươi, ngươi cũng biết tình huống của ta, rơi vào trong tay của ngươi ta còn có thể có tự do sao? Ngoại trừ chủ nhân bên ngoài không có người nào có tư cách có thể cho ta mất đi tự do. Bảo ra cứ nói đùa, Đế Thiên thản nhiên nói. Lam Yên Vũ nghi ngờ hỏi, tình huống như thế nào? Thú thần Đế Thiên thản nhiên nói, Bảo Sa là sợ ta phát hiện ra hắn về sau, đem hắn bắt vì ta thần bảo. Lúc trước Bảo Sa chính là Long Thần Đại Nhân Tọa Tiền Hồng Nhân, chuyên môn phụ trách thu thập, gieo trồng đủ loại thiên thảo, đối với đủ loại bảo vật có cực kỳ cảm giác bén nhạy. Bây giờ có thể trở về chủ thượng bên người, tự nhiên là không thể tốt hơn. Lam Yên Vũ lúc này mới chợt hiểu, mà lại tần bảo thú có thể được đến Đế Thiên tán thành, rõ ràng tác dụng của nó khẳng định là tương đương không nhỏ. Tần bảo thú nói, Đế Thiên ngươi làm sao lại biết Long Thần Hạch Tâm ở nơi nào, mau nói cho ta biết, sớm ngày tìm tới, đối với chủ nhân đến nói đều có thể sớm ngày đạt được lợi ích. Đế Thiên trầm giọng nói, ta mặc dù biết ở nơi nào nhưng mà chủ thượng bây giờ lại không thích hợp thu hoạch được. Ngươi chẳng lẽ sẽ không biết Long Thần Hạch Tâm ở cỡ nào năng lực khổng lồ gợn sóng? Một khi xuất hiện, sao có thể không làm cho người ta ngấp nghé? Tại chủ thượng không có thể chân chính dung hợp trước đó, là tuyệt đối không thể nào cùng Hạch Tâm tại cùng một chỗ. Hạch Tâm xuất hiện ra tại hắn bên người, khí tức trăm triệu vô phương che giấu. Tân Bảo Thú trầm mặc một chút về sau sẽ nói, nói cũng đúng, chỉ cần người có thể xác nhận hạch tâm ở nơi nào liền tốt. Chủ thượng có hạch tâm, tương lai ngày liền thật sự là có cơ hội khôi phục lại đỉnh phong, vợ liền quá tốt rồi, ha ha ha. Đối với Long Thần Hạch Tâm, Lam Yên Vũ trong lòng vẫn có một chút dị dạng, hắn mơ hồ là có loại cảm giác Tân Bảo Thú cùng với Đế Thiên ở trong miệng cái này Long Thần Hạch Tâm thật sự cùng với chính mình là vô cùng có quan hệ mật thiết.
Lúc này trước mắt cảnh vật nhất biến, cái kia kỳ dị cảnh tượng lại xuất hiện xa tại làm miền vũ trước mặt, chính là bằng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ồ, đây là địa phương nào? Tiên lỗi một mặt tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không chỉ là hắn kinh ngạc, bóng mở lóe lên, tân bào thú đầu to liền theo làm hiền vũ chỗ mi tâm chui ra. Giống như là làm hiền vũ trên trán vừa dài ra một cái đầu như vậy, một sòng mắt to lớn mở to.